Bạch sư cho con hỏi, tại sao con luôn chân thành với đối phương nhưng họ cứ mãi lừa dối con? Lúc cần thì tìm đến con, không cần thì tách con ra, và họ chỉ muốn một mình hoặc tìm đến mối quan hệ khác. Cái mà quý vị gọi là chân thành á, sư đặt một câu hỏi tự quý vị trả lời, là nó dựa trên tham ái hay nó dựa trên từ bi hỷ xả, tính tấn niệm định tuệ? Cái mà quý vị gọi là cái tình cảm chân thành á, hỏi là cho kỹ. Mà sư thấy là rõ ràng biểu hiện này là biểu hiện của tham ái. Mà Đức Thế Tôn đã nói ở trong Kinh Pháp Cú, tham ái sanh sầu bi, tham ái sanh sợ hãi, ai không còn tham ái không sầu đâu sợ hãi. Người mẹ khi mà thương con á, có những khi cái tình thương đó là cái tình thương của tâm từ, tức là nó không hề có cái sự vụ lợi và yêu cầu một cái sự trả giá gì cả. Ở đây sư nói là có những khi nha, chứ sư không nói là toàn bộ. Nhưng mà có những khi như thế, tức là người mẹ, cái tình thương người mẹ dành cho con là bằng tâm từ, không có đòi hỏi cái gì hết, không đòi hỏi sự đáp trả, không đòi hỏi nó phải biết ơn, không đòi hỏi nó phải thương lại mình. Thì những khi đó là tình thương, đó là tình thương bằng tâm từ. Mà đương nhiên có những khi bằng tâm ái nữa, nhưng có những giây phút có tâm từ ở trong đó. Còn đối với tình yêu nam nữ, quý vị có bao giờ mà đối xử người ta bằng tâm từ? Hiếm à, chắc không có. Đa phần là bằng tâm ái, tức là mình muốn người ta phải phản hồi lại cái tình cảm của mình. Thì rõ ràng là mình là tâm ái. Như trường hợp vua Bassenadi đó, hỏi hoàng hậu gọi là Mạc Lợi đó, thì hỏi là bây giờ đó, hỏi là theo nàng đó, thì nàng yêu ai nhất? Tại vì lúc bấy giờ á, bà vừa mới tiễn Đức Thế Tôn về, bà nhìn Đức Thế Tôn với cái lòng tịnh tính, bà Malika đó, thì vua Bassenadi mới hỏi như thế. Thì bà hiểu là bây giờ phải trả lời như thế nào để nhà vua hiểu chuyện. Thì bà mới nói, dạ thiếp thương cái bản ngã mình nhất, thiếp thương mình nhất. Nhà vua hỏi, tại sao vậy? Thì bà mới hỏi là như vậy á, hoàng thượng thương ai nhất? Hoàng thượng mới nói là đương nhiên là trẫm thương hoàng hậu nhất. Thì bà Malika mới hỏi, nếu thật sự mà hoàng thượng thương thiếp nhất á, vậy bây giờ thiếp thương người khác thì hoàng thượng tính sao? Thì vua Bassenadi mới trợn ngược mắt lên nói, thì chẩm sẽ giết nàng và hắn. Thì hoàng hậu nói, đấy, tại sao hoàng thượng lại nói là hoàng thượng thương thiếp nhất? Hoàng thượng thương thiếp nhất thì thiếp thương ai là hoàng thượng cũng đâu có vấn đề gì, mà cái này là hoàng thượng thương cái hoàng thượng nhất. Cái gọi là tình thương là chẳng qua là trên cái một cách nói khác của cái bản ngã mình thôi. Mình muốn có sự chiếm hữu, chứ mình đừng có nói là mình thương người ta.
Thực tế là mình thương mình muốn được thỏa mãn cái tham ái của mình, chứ đừng nói là mình thương người ta. Cho nên á, ngay cả bản chất câu hỏi của quý vị nó đã có vấn đề rồi. Mà như người ta nói đó, là thương là cái gì đó, yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu thì đại loại như thế. Có ái là có khổ, chừng nào không còn ái là không còn khổ. Bây giờ quý vị mà muốn không có, sư nói vui á, là quý vị muốn mà không có, không bị người yêu phản bội thì đừng có người yêu, tự nhiên là sẽ không có người yêu phản bội. Muốn đừng có lấy phải một ông chồng bạc tình bạc nghĩa thì đừng có lấy chồng. Muốn không lấy phải bà vợ lăng loàn chắc nết thì đừng có lấy vợ. Cái thế gian này là một thế gian đầy những hiểm nạn, quý vị gọi là chấp nhận chơi thì chấp nhận chịu. Chứ còn hỏi các sư thì các sư chỉ nói đơn giản, ái là nhân sanh khổ, đã đâm đầu vô thì ráng chịu chứ biết sao giờ ha.